cái chính phủ cái thời đại 4.0 là cái gì không? À, cái chính phủ điện tử là cái gì? Cũng là đây đây đó đó, cũng là cái loa phường không? Tôi nói với mọi người ở đây rằng tất cả là cái trò chơi này là không phải là tự tôi đưa ra, cái này là của mọi người đưa ra, tôi chỉ tuân theo cái luật chơi thôi, tôi là người chơi, tuân theo luật chơi thôi, thấy không? Cái chính phủ điện tử là cái gì? 4.0 là cái gì? Cái quái gì vậy hả? Tôi vô cơ quan của mọi người, tôi cần khởi động cái điện thoại của tôi hỏi là wifi là cái gì, thấy không? Đây, mấy bạn vô cái cơ quan của tôi, mấy bạn hỏi đi, cái wifi là cái gì? Nó là ARNV, phải không? A Republic of Vietnam, phải không? Việt Nam Cộng Hòa, lơm cơm, phải không? À, tôi nói mấy bạn vậy đó. Đó là cái đầu tiên, là cái chính phủ điện tử của mọi người. Cái thứ hai, mọi người đưa ra những cái trang web, tôi thật là buồn cười. Mọi người đưa ra những cái trang web thông tin cổng điện tử, cổng thông tin chính phủ. Nhưng khi cái số điện thoại đó tôi gọi vô không ai bắt máy hết là xong. Mọi người nói phản động, thấy không? Lật đổ chính quyền của nhân dân. Nhưng mà không hề. Cái chính quyền nhân dân không có người. Không ai lật hết. Tự nó đổ lâu rồi, tự nó mục nó đổ lâu rồi. Không ai lực hết nha. Mọi người đừng bao giờ đổ tội cho những người phản động. À, cái chính quyền của nhân dân, cái chính quyền của nhân dân bây giờ mọi người nói là thời đại 4.0, chính quyền điện tử, cổng thông tin điện tử. Thì ngày hôm nay tôi lên cổng thông tin điện tử, tôi gọi vô chính phủ, không có cái số điện thoại nào mà người ta nghe máy hết nha. Vẫn đổ chuông, nhưng mà cái chính phủ của các người không có người nha. Ok, quay lại vấn đề, những ai tự xưng mình là chủ tịch, à, tự xưng mình là thủ tướng nha, tự xưng mình là thủ tướng, đó là đi lừa gạt đồng bào, lừa gạt nhân dân, phản bội tổ quốc, cái đó là gọi là hút máu đồng bào nha. Ok, tạm biệt mọi người. Xin mặt bật mí bề mặt hạt trước bay hạt sau đuôi.